济南的元帅，历史又最早的，文字记载，可以到3000多年前，dịch nào啊，许多，dịch luôn em我是观众，你观众，có我这里，我懂，nước Sủi Tây Nam lịch sử lâu đời, văn tự ghi chép sớm nhất có thể được để lùi về 3.000 năm về trước ạ. Câu tiếp ạ. Chỉ tua vấn sự quân rắn vấn rấn tâu tâu tây tha tự sân yên nhé xưa xình trang quay tao chỉ xình qua vậy máu méo máu xỉa xỉa méo 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 ấp eo méo méo xỉa. méo Em xỉa đọc em nhìn cái mic ở đâu, em để sát cái mic vào miệng em ấy, nó có biểu hiện là nó cứ lúc xa lúc gần. Em dùng loa của YouTube thấy là em tắt loa. Loa không ảnh hưởng đâu, mic đâu. Câu đấy rất là rất nhiều văn nhân đều từng miêu tả về âm thanh, màu sắc, hình dạng, mùi vị của nó, lưu lại được rất nhiều thơ văn ca ngợi nước suối ạ. Đây. Câu tiếp theo. Liếu xa lợ sủy tua chăn chăn Em mà dịch được mà, em vừa đọc rồi còn gì. Liếu nhưng mà cha hình là như vừa chuyển nãy nước em chưa đọc chăn lại vậy, sau, chuyển xuể từ em mới đọc xu về ấn từ méo méo xuể thôi trời méo ạ. Méo xỉa. Em đọc nốt đấy, ADK còn năm dịch thì rồi, em đọc dịch nó phải rồi. chuẩn lên, giống kiểu em trưởng thành rồi, lời nói tiếng tiếng ồn nó phải tốt hơn một tí. ADK năm rồi đọc âm à mờ à, tiếp đi. Ấy chỉ là tự láo bại sinh à láo bại sinh ở chu trai chiến chiến à trai chiến chuyến biên Biển biên khơ chậu chuyến biên khơ chậu chưa thiến mẩy tự chuyến xoáy chữ rán tây tha trung mã tây ta trung trung mã cả tán chi chưa mà thị chi cả chi sẽ cả chi ạ em thấy cản chi chưa kim phi chiến tâm cản chi, cả đúng rồi. chi chưa thị vâng ấy chỉ ạ dễ sản chậm Súng súng ó súng ó chúng ấy dễ trả sân lợi sủy tua quan ủy chuyển sủy tự mấy ly cho mấy ly quả chuyển chua. xuông và người dân của Tây Nam thường ở cạnh bên dòng suối thường ở cạnh người dân Tây Nam ở cạnh bên dòng suối đang uống dòng nước suối ngọt nhất tự nhiên lại có cảm xúc chan chứa biết ơn với nó do đó cũng sản sinh ra rất nhiều truyền thuyết mỹ lệ về dòng suối ạ. Truyền thuyết đẹp về liên quan đến dòng suối. Rồi, tiếp. À, tiếp theo Linh nào. Linh thì hơi đuối một tí, có gì Lan nhắc nhá. Hồi em còn mới chơi một nửa em còn không không nói được ạ. Nó hơi Ở Linh khéo đọc đi. Cứ biết mình dốt là được rồi. Học được chủ yếu thì biết mình đang còn dốt mà. dạ Linh nào. Linh cứ gọi cứ như mời rượu này Linh đây ơi. ạ. Đọc đi. Sang chó hấn chợ ý chiến Sử Lan chứng nghị yếu ý cơ sang lãng tờ trinh miễn theo mình bao chuyến tha sử tha Tiếng sử chèo sử đâu tha đâu mà tha, em đọc chậm, thứ nhất là một này em đọc đúng, hai em đọc từ từ thôi, em cứ đọc lấp liếm đi, thầy sửa không kịp ấy. Miếng chèo bảo chuyến nghe rõ không? nghe rõ ạ. Ờ đọc chậm thôi, đọc đã đọc sai thì còn đọc nhanh thì làm sao mà thầy sửa, thì cứ lướt 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 thì sửa cho em cái gì.
lấy gì mà sửa? Đây, miếng chèo bảo chén không có tha chèo bảo chén gì hết nhá. Mình cho Paul Chen, ha xuế Ừ. xí yì shu, chơ lơ hẳn tuơ rần, yì Chèo xuế. là chèo là À, chào. Cậu em gì thấy chữ chơi yêu đâu mà. chèo ấy hả? Chèo là khẩn tua rấn. Đen đi. Chào lơ hẳn tuơ rần, tì xuế. Ừ. Tha Dịch chai lưu biên chào lơ. dịch Ý quê. Yun à? em dịch đã Ta đi dấu chấm đâu chấm thấy. À đây đi chấm rồi. đây này cho nó khẩn tôi rấn đây này Tương truyền trước đây rất là lâu, nội thành Tế Nam thì có một thanh niên thì rất là lương thiện, tên là gì? Bảo Toàn. Anh ấy học mà y thuật và cứu rất là nhiều người. Y ừ sĩ rồi ý trai sự lưu biên lại trao ý lời. sự Ừ. Sư thì bãi xa không đi ở Trung Hải gì tha cha lưu biên trao lời từ ý buổi quê chiều cũng được chả cần phải đi sáng luyện vẫn đang là luôn bán to sản tạo phẩm lão rồi. cho ăn uống này sáng nay dậy sớm thì ra ra biển ở đây này bán ra xong rồi ăn uống xong rồi giả. Rồi em đọc đi, bên Bách Khoa hơi ồn, tắt mic giúp em nhỉ. Nguyên ta tờ lão rấn, tinh bà lão rấn, chưa khuấy cha ăn cháu. Một lần Chào thì cụ anh ấy ở. với cha chào cụ Chết nhìn nhầm. Chào phu. có một Một lần lần ở thì bên con anh ấy ở bên đường thì cứu được một cụ già bị ngất xỉu. Đưa ông cụ về nhà và chăm sóc. ừ. Chưa lão rấn chỉ sớ sờ. Trung Hải lũng quan được cơ cửa. Lúng quáng đọc lại Tung Lũng Hải lúng quáng. quáng dịch luôn Xem thì ông lão ấy thực sự là anh trai của Long Hải Đông Vương. Thông qua lão rắn rồi chia sao. Bao choán sống lũng quáng là trao tao lắm. chiếu tàu Bây giờ liệu à, chiếu tàu là đó. sao Em vừa chưa chiều ở đây đọc là cho. chiếu là cứu ấy. Sao chưa chiều ở trong sách lại khác này? Trên là chiếu à, chiếu tàu là Từ chiều đấy ạ. từ này xem nào từ này đọc là chiếu 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 đúng rồi chiếu là cầu không phải là từ cứu ừ. Chiếu đọc thanh hai chiếu Chiều nhìn từ tao là chư binh chiếu của bộ bán văn ở bên cạnh à, chư binh cầu được trao cái lấn tờ. đây cái từ chiếu đây chiếu tạo là chữ bình chiếu人的白语听Thông qua giới thiệu, thông qua giới thiệu của ông cụ白语thì胡白语胡bảo toàn thỉnh cầu cầu cho Long Vương bốn phải ấn ngọc trắng để trị bệnh cứu người. đúng rồi mượn được. À, cái gọi là chiếu tạo là cầu được nghĩa là mượn được tức là bảo toàn lên từ cái chỗ Long Vương ấy thì mượn được cái bạch ngọc cái bình bạch ngọc gọi là bạch ngọc hồ tức là cái bình ngọc trắng ấy để trị bệnh cứu người. Đợi, tiếp Vì là bố bè khoai rừng chéo chéo dầu chéo dầu trắng tráng tráng chéo dở cơm mất ừ. chéo dầu tha bà cái gì ấy thầy. À, tha bà khú cái này là khú khú mái rù khú mái rù ti xạ tráng là chỉ lái Ủa mái ru là chôn cái bình à xuống cái bình, xuống đất. ừ Quê là vì bố để bè khác khoai rắn ăn trộm chẳng mất dọc nên cha là bà khu mái ru đi xa trắng trắng đời chỉ lái trắng lên đấy đúng rồi và bị người khác cướp đi. Anh ấy đã chôn cái bình ấy xuống đất để giấu đi à, vì đi. không để người khác lấy trộm
nên anh ấy đã Đó. chôn cái bình này xuống dưới đất, giấu nó đi. Rồi sự biến thành là hôm nay có thiên sa địa chấn mỹ minh của bạo thu chuyển. Vì thế thì chuyển để em tí. Thế nên là biến thành có về đây thế, thế nên biến thành ngày nay thì có thiên hạ đệ nhất suối tên đẹp là báo đột tuyển. Báo đột tuyền, bởi vậy nó đã trở thành cái báo đột tuyền có một cái tên rất là mỹ miều là đệ nhất thiên hạ. Rú chinh tờ chị nán. Không phải, nó đã trở thành cái báo đột tuyền ngày hôm nay được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ, được mệnh danh như đệ nhất thiên hạ. Thì cái mẩy miếng này nó hơi là mẩy miếng, tức là cái tên đẹp, nhưng mà cái này thì mình gọi là mệnh danh thì đúng hơn. Có cái tên của cái suối này gọi là báo đột tuyền. Rồi tiếp theo bạn Lan nào. À, bác Khoa đọc được không? Bác Đọc Khoa đang được đi đoạn này thầy, đọc được rú đoạn này chin thầy, ạ. đang Thế bác cứ đọc đi, đến đây thì hay này. vâng. À, rú chim tơ chỉ lén, Chỉ sư nán. truy lây chỉ lán, sư truy lây phân pu chợ ta ta xéo xẻo, chí bải chi bải tua cưa thiên rán chén. À, chưa trai của lây oai chấn sư trung sư chứ chứ quấy chí quấy Chí quấy. xào á sáo yểu tạ sáo yểu tạ. À, trong khu vực thành phố Tế Lam ngày nay phân phân bố hơn 700 dòng suối tự nhiên lớn nhỏ. À, điều này là cực kỳ hiếm có ở trong các thành phố ở trong và ngoài nước. À, yểu rú sử chư tua tọa choán mính chữ tang rán dế xảo pu lẻo. Có nhiều suối như vậy thì tên đương nhiên cũng không thể ít. Chỉ lén chỉ lán choán xuẩy tợ yêu mẩy khái khửa súng la tú thưa tợ mính chữ sang phản inh chu lái. Cái vẻ đẹp của nước suối Tế Lam còn có thể phản ánh ra từ cái tên độc độc đắc độc đáo là độc đáo đó, Đặc biệt đó cũng được. đặc biệt đó. Rú ỷ dấn bính minh mính tạ xuân choán ỷ tung ngu minh mính tạ khây khây khú choán Cây khây khủ khủ chuyện. choán khây khủ choán chuyến ỷ xứng trang minh mính tạ chân chu chuyến tấn tẩn. Ví dụ như là suối thần đặt theo tên người, suối bạch hổ hổ đen bắc hắc hổ đặt theo tên động vật, suối chân châu đặt theo hình dạng, vân vân. Rồi. Tiếp bạn đọc tiếp đi. Xua tao chưa lỉ lín về dế sủy gieo quân, chưa mưa tua chưa mưa hảo tạ choán xoảy sư rú khứa xính trấn tạ lơ. Nói đến đây có lẽ các bạn muốn hỏi nước suối nhiều như vậy tốt như vậy thì hình thành nó như thế nào. Chỉ lén tợ chén xoẩy Chỉ nán, lái chỉ chữ chỉ lán phương Nam chỉ là Tế Nam chỉ lán tợ chén xoẩy lái chữ úy úy chỉ lán lái chữ sư ý, lái chữ ý. lái lái chư úy chỉ lán sư ỷ lán tợ quảng ta san truy. Nước suối ở Tế Nam đến từ khu vực rộng lớn ở phía Nam
thành phố Tế Nam. Chưa xe sang San Truy, tạ Gián Sứ, Sư Tao Duê, Sư Y Lén, Chén Xính Chấn Tạ, Y Sấn, Hâu Hâu Tạ, Sứ Sứ Khuây Gián. Cái nham thạch ở những cái vùng núi này là cái lớp đá vôi dày hình thành vào khoảng 400 triệu năm trước. Đây. Chai chưa chủng, xuấy, khuây gián, ti truy, Chưa lưu chủng ti yến phèo. yến yến hội à, chưa chủng sứ hội yến tỷ truy Chưa chủng, sứ chưa chủng, sứ khuây gián, ti ti truy, lưu ti phèo miên tạ, xuấy khẩn rúng y, chi du, tia sa, ti sa. tỷ sao. Tì xe ở trong cái khu vực đá vôi này, cái nước ở bề mặt lục địa rất dễ xâm nhập vào trong trong lòng đất. San truy tạ sứ khuây gián chấn ỷ ta duê san sứ tu tu tạ chẻo tu yếu lán sen bảy xía in sử ta len tạ ti xe xoẩy sen chỉ lán uyên tung. Cái tầng đá vôi ở vùng núi với cái góc nghiêng khoảng 30 độ nghiêng từ từ phía nam lên bắc, vậy cái lượng nước lớn nước ngầm thì chảy về Tế Nam. Ở chỉ lán sư truy tạ ti sa gián sứ pen uấy lơ khủa trấn gián ti sa xoảy nếu tao chưa lỉ pân tao khủa trấn rán tận truy lơ lu chiêu chi suy chỉ lái duê duê chi duê tua. Cái nham thạch dưới lòng đất ở khu vực thành phố Tế Nam đã biến thành cái đá đá magma magma nước ngầm chảy đến 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 đây thì gặp phải đá magma chặn chặn lối chặn đường liền tích tụ lại và càng tích thì càng nhiều tha ú chu khở liếu chiêu tẩn linh chảo chu lu nó không còn chỗ nào có thể chảy thì phải tìm cái đường đường ra khác chỉ lán chiêu trấn ý tai ti sư ti yểu tạ ti Ý tại phai thôi, ý tạ. Chỉ ý nán tai chiêu, chiêu trấn, ý tại. chỉ lán chiêu trấn ý tai ti sư ti yểu tơ ti phang sân chư ti cua lơ ti sa xoảy tạ xoảy miên ti sa xoảy chiêu trung chu ti bẻo xính trấn lơ trung tua tạ chán xoảy. Ở khu vực thành thành cổ Tế Nam thì cái địa hình thấp có nơi thậm chí còn thấp hơn cái nước ngầm. Vì vậy nước ngầm thì thoát ra khỏi mặt đất hình thành nên rất nhiều dòng suối. Chưa chưa chiêu sư chỉ lán choán trấn mẩy mính tứa lái tạ duyên in. Đây chính là cái nguyên nhân mỹ danh Tế Nam truyền thành có được. Tuyền thành Tuyền thành, Tuyền thành có được, dạ. thành thế nào đấy mà khoa đọc tốt nhất lớp thì Lan với Linh đọc lơ ngớ lắm. Lan à, Ha. đọc Có tiếp gì cho chị tham lại. gia. Tham gia đến vâng đây thôi tại tại vì là chưa chưa phần sau chưa soạn gì đâu. vâng Lan Đi à, thế, đọc đi tiếp đây chị lại Lan ok à. dạ. Vâng, thầy ơi là cũng chưa sạc thầy ạ.
Linh đọc được không? Cũng gần được. Ừ. À, chỉ lại tung sử, chỉ lại cũng tung à, ở đâu tung sử cũng chỉ lại表示Cha有chỉ婚lại.纱Đúng, cậu cũng đọc là cha.站起Cha.来ở đâu站来嘛起来嘛đây Ừ. Từ dấu cộng thì đọc là cha, tức là thêm ấy. à À đâu, ở đâu? Tung sứ à cha cha là chỉ cộng rồi lại. Có cái dấu cộng ở giữa đây có gì? không có là em nhớ rồi Ờ. sẽ tung sử cha chỉ lại表示与婚纱Dấu.到有Dấu phân xạ.有份产到其中，Ừ. Ly rủ.起来动词共với cả起来表示 là phân tâm từ phân tâm đến tập trung à? Phân sản tạo trí chung, từ phân tán đến tập trung. Phân tán đến tập trung. Đi, đi xa sở lưu đạo xe lý, phân cao, Phương phân tạo cao của Trấn của Yến. thành nhà, của thành nhà, tặng chu. Tại chu Tặng lên chu lụt. lưu. Tại chu Châu Chuyện chi chi suy chỉ suy. lái. Chi suy chỉ lái yên chi yên tọa. Duyệt chi, duyệt Lúc. chi, duyệt Vâng á. Mạch nước nước ở dưới ngầm mặt đất. thì chảy đến đây. Ừ. Đi. Đi ra Gặp đến. phải, gặp phải Gặp các gặp rào, gặp phải cái đá lửa đấy cản đường gặp phải cái nham thạch là phong cản trở, trào thì tích lũy thành ngăn chặn đường đâu đâu thì đâu đâu tích đâu, tụ lại gặp phải cái đá nham thạch nó chặn đường thì tích tụ lại, và càng tích thì càng nhiều. Vứt có trong nhẫn bài vớ đấy, khóa đấy, có trong bài khóa đấy hiểu không Linh? hiểu không? À, phân tạo của Trấn Yến tảng trụ lỡ lũ thì gặp phải cái đá nham thạch nó chặn đường lại. À. Em tra Google nó khác mà. Thầy bảo đừng có tra Google, tra từ điển khan chư chư nó thì nó mới đúng được, thì tra Google nó sai, khổ quá, cứ bảo một đường làm một nẻo, Không không biết khác được gì hướng cũng thế. nó khác hoàn toàn, nó không Ủa, em tra giống. một từ. Em tra cái dễ nó giống, cái khó nó không giống, chứ bảo rồi không làm. Thầy Với cả chúng ta thầy Thọ dặn là tra han chữ nhưng mà chỉ tra từng câu thôi Lan ạ. thì cha cha cả đoạn cả sai thì sao, nó lẫn lung tung nó sai sao. Mình tra từng câu một đấy thì nó mới mới đúng nghĩa, mình tra đoạn dài nó sai. Rồi tiếp Linh, đọc tiếp đi. Lý Phụ người đánh cá chẳng chưa quảng ý sâu chỉ lái lý tinh khởi ý choang mạng chân theo choáng Chẳng ừ. chẳng theo choáng. Chọn à quên người đánh cá muốn cái thu thập cái lưới này Không, người đánh cá nghĩ rằng cái lưới lần này mà thu cái lưới lại lần thì này cá nhất định sẽ đầy một thuyền. Rồi đọc câu tiếp em. ok tung sứ cha chỉ lại ý bảo là dấu Xẻn lưu tao. sẵn sẵn lưu tao Xẻn ý xẻn không định phải là xả. chẳng Xẻn xẻn lưu. Xẻn lưu tao sẵn yến tị lý. lưu sẵn lưu sao ý bị động từ cũng chỉ lái cũng biểu thị cái sự hiện rõ hiểu Từ rõ hiển thị đến cái ẩn tiết lộ đến ẩn che giấu lộ. Ừ. Tiết từ lộ đến tiết che. lộ đến che giấu Rồi, tiếp. lưu ly chưa tao chưa chỉ chưa tớ bố tuệ tuổi chỉ lái bu cản Tuổi chỉ lái. tuổi chỉ lái bu cản trên Ừ. lưu ly thì biết là mình làm không đúng nên trốn không dám gặp tôi Đúng rồi. Câu này thì hay thế. Tiếp nào. quay lại vớ về khoai rẫn chán dậu tha bà hú máng rụ tờ Cú mái rủ, sa mái rủ. hú mái Chôn. Ừ. có xem viết pin đi mà hay sao hú mái rụ sa Đi xa, tráng là tháng chỉ lái. tháng đâu chỉ lại vì
Vì không muốn để người xấu cướp đi nên anh đã giấu cái bình ngọc đấy xuống dưới đất. Ừ, đúng rồi. À, lên đi lên hoàn thành truy sự là khu tôi khoa. Em làm được phần này ông Linh, làm luôn nào. Đây em chưa nghĩ ra thôi. Nếu phan chỉ khoan bà yếu dụng sứ mãi tới yếu phiếu làm sao? Tráng chỉ lái đúng không? Giấu nó đi. Lưu Phương thì thích là những cái vé mà khi mà đi du lịch thì cất nó đi, tráng chỉ lái là cất giấu nó đi. Những cái vé mà đi du lịch làm kỷ niệm ấy, liếu xa chi nhận chiêu tráng chỉ lái. Nỉ càng cung chùa phía cháu chí là chinh nhận chinh nhận giao chi lầy chỉ lái. Bạn mới đi làm thì đừng có vội, kinh nghiệm phải tích lũy nhiều hơn. Hóa dự sư nỉ ba bà tơ yên phan trai chưa xía khứa chữ lý đúng không? Chưa xía khứa chữ lý nhé, liên quan từ xía đây nhỉ. Chưa xía khứa chữ lý, chưa xía à, xía khứa chữ tức là thế, nó thiếu lượng từ à? Xía Nó hộp khứa chữ tức giấy là đúng cái không? hộp dây. Con trai là cái tàn thuốc, là không phải là cái thuốc lá. Có phải là con giấu cái thuốc lá của bố vào trong cái hộp giấy hay không? Bố sư của trắng chỉ lái à, sư ma mạ trắng chỉ lái. Tức là không phải là con giấu mà là mẹ giấu. Nhí. Đến bác Khoa nào. Nó cứ đọc cái sai đâu thì sửa. Thế Nhật nào, thế Nhật nó vào đọc luôn nào, Dạ. đại quý á, đọc quý nào. Vâng. Alo. Vâng. Sao cái tiếng của thầy này dè lắm thầy ạ? À? Không nghe thấy cái gì. Rẻ đấy, Vâng. Lớp mình có công nhận không ạ? À? Vâng, thế mọi người vui vẻ. thế rẻ chưa? Còn tạ thôi ạ. À? Nó to nhưng mà nó cứ bị làm sao Rẻ á, hôm nay để rẻ à? vâng Được chưa ạ? Alo, 1, 2, 3, vâng 4. alo Đợi, thế nào? Vâng, em vừa đổi cái mic rồi mà. mic mic thay đổi từ bao Em có 2 mic. thế Một thì mic bộ mic này thì là nó vẫn đi. có 2 mic. Không phải đâu, nhiều lúc có chập chờn được cái hệ thống ấy. Chứ bình thường mic thì rõ lắm. Vâng. Vâng, quý, vâng, quý cha sứ, cha tang quý, trai xuống tôi xem quỷ, tẩm đi rủ, chưa cha công sư chứng quay, Dịch dịch hạ đã thầy chứng, ơi, Fanny. Quý là à, giới từ. quý là giới từ, vâng, tương đương với trai, xuống tôi xem quỷ, ví dụ, vâng, y, chưa che công sư chứng quấy Chẳng à lý ý. chẳng bằng chứng nghi và chứng nghi quý y chiếu triệu chi nén biểu sư sứ khen cái công ty này thành lập vào năm 1997 biểu thị là thời thời gian chưa chủ giao dung quý cả mau đỡ chưa léo biểu sư phan quấy vâng cái thuốc này cái loại thuốc này chủ yếu là dùng để trị cho cái bệnh cảm biểu thị cho là cái, trong cái san chi chi nán bằng chi nán tợ chuyến xoáy chỉ lái chu nán, ký chi chỉ hả nán cái rẫy, chỉ nán từ cái rẫy đến đến Nam. tí chứ không tí chứ không phải chi ở được bằng chỉ lán vâng lái chu ký chỉ lán sư thì lán tợ quản ta san suy kẻo suy chú sử
cái nước chủ suối chủ sở à, cái này là chủ表sở là示chủ sở thanh bốn á, chủ sở không phải chủ sở đấy không phải chủ chủ à sở, chủ sở mà thanh bốn từ chủ. chủ sở vâng cái nước suối Tế Nam là bởi là do các cái ổn quá cái nước suối Tế Nam vâng cái nước suối ở Tế Nam biến từ vùng núi rộng lớn ở phía nam thành phố Tế Nam Kim Tung Diểu Chu Dí Chen Khang Tiểu Sư Tây Xiang vận động thì có cái hỗ trợ tốt đối với sức khỏe và có cái trợ giúp cho sức khỏe biểu thị cho cái đối tượng Đấy. vâng Lý Minh vâng Lý Minh ban nén mấy 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 chảo tao không chua là mấy văn phả chữ hảo chiếu phang chủ đang trên nghỉ tờ Chiếu hảo tao chủ, cũng chiếu chủ ý à, chữ chiếu khảo, vâng chiếu chiếu chủ ý. à đây câu nhỉ vâng chữ hảo chiếu vâng chiếu chủ ý đang trên nghỉ tờ lão thúng xuế quán phân là à, Bảo sư Tây Xem và Lý Minh đấy, đã nửa năm rồi mà không kiếm được việc làm không còn cách nào khác chỉ đành là phải cầu cứu phải cầu cái sự giúp đỡ của cái bạn học cũ giám giám đốc là bạn học cũ là Vương Phong Vương Phong Ừ, Vương Vương Phong. biểu thị cho cái đối tượng tôi duyên bằng tôi duyên mân tâu chân quấy tôi phang cả sủy kính duyên duyên tao với chư chỉ giáo sư bị treo Các alo cái đội viên, vâng, đang rằng nghe đấy ạ. các thành viên trong nhóm thì tin rằng cấp độ của đối thủ và trình độ của đối thủ thì cao hơn nhiều so với trình độ của Đây. Biểu thị so sánh. À. Đó. Lên đi lên. Dùng sổ xuế sử ủy cái sửa chữ từ nó. Thế đọc đi. Kinh phang chiếu viên tung sư trai xuyến À, chiếu kinh sư chiếu bằng kinh văn chiếu chiếu viên tông sư trai sứ chiếu sư chia sư chỉ đây là sư sư chi chỉ và quay và sư quay chỉ chẳng sân tập Phú sư quê giá mua à, mua sư mua chiếu mua mua đây là sư mạc chi mua đây mạc chẳng thân đây và mạc và mua mua chẳng sân tập xua chỉ lái hái diệu ý toan diệu truy tạo khu sự nữa Kinh ban chiếu viên tung quý trai thế thôi chỉ cần là thay chữ đã. chữ 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 sư trai thay chữ trai là thành chữ quý vào đấy là được đấy À đúng rồi. vâng cung chua Sư sang vâng sư vàng sư quý cung chua sang tôi ỷ vâng tôi ỷ sủy tứ tạo chứng cung tha xuống khu mạng chủ ở sư tẩy chư chỉ ý chu cân cao tại ở giao chiếu thay chữ thay chữ xuống tha xuống vàng vàng tha úy mãn chúa tha quý mạng chủ thôi vàng thế thôi bỏ chữ xuống khu đi thầy nhỉ không phải cái này không đúng ạ. à không ở sư mà tại vì ở bên trên nó bằng mấy cái gì nhỉ ở bên trên nó đằng bằng mấy tuy này bằng mấy gì đây đây đằng đằng mấy súng Bằng với này tay tuy cơ mà này đúng bằng rồi, tuy súng bằng tha tuy súng mãn chúa đấy thì quý này quý thủy tướng ở chúng cung tuy đấy thầy bỏ chữ tuy ý đây này thủy tướng tạo chúng đúng bằng mấy tuy mà Vâng, thế thì phải sửa là tôi úy chứ. vâng Tôi tuy úy chứ quý chỉ. Vâng. đấy tuy Tôi quý thủy tướng chống cung vâng đấy đúng rồi. ta đi thầy Tôi úy nhá. thôi Rồi hả?
Bên mic của thầy nó cứ cứ giật ra giật vào ấy, thầy dùng cái tai nghe đi. Dùng rong đặc biệt. Súng ở đen sứ dung chai đèn cưa phân truy chư chen chán truy bảo sư viễn in phan phả tận hầu truy bảo sư chế của mưu ti tận ni số Đúng rồi, súng nét đơn ở giản đấy thầy. vâng đâu đã cắm đâu mà Thế à, mình thế cảm giác. Thế thầy đọc sát, thầy đọc gần hơn nó cũng sẽ nét hơn đấy. Thầy đọc nó giật 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 giật. À, tiếp. chúng ớ là liên từ dùng ở cái giữa của hai câu vâng. Dùng ở giữa của hai câu trước là trước câu là biểu thị cái nguyên nhân Về và câu trước, phương pháp chén truy tức là về với câu trước câu bằng với biểu câu thị trước nguyên biểu thị cái nguyên nhân phương pháp với câu sau là biểu thị cho kết quả mục đích đó. Ví dụ vị sai chén chua hảo y sản chuẩn bị của cưỡi sư sản, sư sản chuẩn chư sẻng bị, tư tưởng chuẩn bị, chư sẻng đấy thầy chua hảo đúng sư không? sẻng mà chư sẻng chuẩn bị cưỡi chén chảo duyên tung viễn tợ gia ly chúng ở sủy tứ vị trai tợ chứng cung trước cái trận Bị sai đấu phải bị trai mà là bị à, sai trận tấn công ô thầy nhé chúng ở sủy tứ bị sai đấy bị sai vâng nên tợ chấn cung vừa đọc là bị trai thế đọc gần vào nhé à. Trước cái trận đấu và trước cái trận đấu thì làm tốt cái công tác chuẩn bị tư tưởng thì có thể là giảm thiểu được cái áp lực của các vận động viên thì từ đó mà đạt được cái thành công của trận đấu nè. bằng ơ trai xuế xí bằng trai xuế xí cua trống trung chí sứ phu xí cớ ỷ chín chảo pha sen hứa trẻ chuối quân khí che sân lý trẻ chúng ở sủy tứ cân hảo thợ chứng chi ở trong cái quá trình học tập mà kịp thời mà ôn tập thì có thể là sớm nhất thì sẽ phát hiện và giải quyết được ra vấn đề hiểu sâu được cái phương pháp làm lý trẻ được hiểu hiểu sâu được cái cách giải quyết hoặc hiểu sâu được cái cách làm từ đó thì đạt được cái thành tích tốt hơn. Đây. Ở chỉ nán tơ lão bảy chiên. Vậy. Ở. Đấy, Tôi nhập con đấy không ở ạ? không con à Vâng. Thầy alo đọc đi. Vâng. vâng ớ chi nán vâng Chỉ ớ nán. chỉ lán tợ lão bảy sinh vâng ớ chỉ lán tợ lão bảy sinh chu trai xuyến pen Chuyển 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 biên chuyến pen vâng chuyến pen hưa trợ vâng hưa trợ chưa thén mẩy tợ chuyến xoẩy chư rán quay tha sung mãn cản tung chư chính trung mãn, không súng đọc là sung mãn, trung mãn. trung mãn vâng trung mãn cản tung chư chính Cản chi súng chư ở chính. cản chi à? À đúng rồi chi tung đi Ừ, mà cảm cản biết. chi chư vâng cản chi chư chính súng ở dĩa dĩa chản sân dĩa chản sân là thủy tua quan dí chuyến xoáy tợ mẩy ly choán choán xua người dân tế nam thì sống bên bờ suối và não bạch tính người dân dân tế nam thì sống ở bên suối và uống cái nước suối ngọt ngào này họ đương nhiên là biết ơn nó từ đó cũng sản sinh ra rất nhiều các cái truyền thuyết hay về cái nước suối tế nam Lên đi lên hoàn chỉnh à, truy dự khô tài khoản à. Thầy dùng cái này để hoàn thành câu này. vâng Hoàn đâu nhiều si. đây ạ Hoàn quán nhiều diếu si si. khứ vâng đây quán diếu si khứ ỷ toan nên dẫn tợ não diễn hứa xoẩy Sậu. Nhận hứa sậu sậu. diễn hứa sậu vâng chơi trò chơi thì có thể rèn Đúng luyện được cho não được con người mắt và tay bằng bằng
súng ớ, vâng, súng ớ, của mân, cũng có Chính thể là sẵn nữa, chính nào? vâng, trinh sấm chính cảm, vâng, cung sư Chính thông nào? cua, À. vâng, vâng, cung sư thông cua, điểm chin, xin chi sụ, cân chén quán lễ, khí cao Cha lại chẳng. cả, Cha chẳng quản lý. cha bạn cha chén quán lễ khí cao là chả chán thỉnh chư leng. Công ty thông qua Kỹ cái thuật kỹ thuật mới, mới, tăng cường quản vâng, lý, kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng sản phẩm. công ty thông qua và đưa vào chứ thầy nhỉ, phải đưa vào nữa này, hình chim như này thầy, đưa Đúng vào cái rồi, kỹ thuật, vâng, kỹ thuật mới, làm ra, vâng, gia tăng tăng cái cường quản lý tăng cường quản lý, nâng cao cái chất lượng sản phẩm, sản vâng, phẩm, từ đó tăng bán thị súng trường. Đúng không rồi, xe súng sư ớ trưởng thuê sale, là không thế thì đẩy vào bán thị trường. thôi chỉ làm thế này cho nó dễ, súng ớ, cung sư ghê lái ghê, ghê Đá náo, vâng pha chạm. vâng Ừ. vâng ghê lái ghê pha chán được thế thôi, Đây, à, thế nào? sứ chen chưa chưa mơ chỉnh, vâng, sứ chen chưa mơ chỉnh, nỉ mân sư chẩn mơ quán chứng sơn u tận, cái thời gian gấp như vậy thì bạn là như thế nào mà hoàn thành được cái nhiệm vụ đấy, bằng À. úa chuẩn Của bay, úa chuẩn bay háo chiều sứ chen ừ. đó, bằng súng ớ, bằng súng ớ, súng ớ của mân, quán chén chủ tung, chủ tung tợ dân u, Này nghe nó không hợp lý lắm. Như nhà tôi đã chuẩn bị tốt kế hoạch cho nó, dựa vào kế hoạch để mà làm thì đúng hơn. Của chuẩn bị hảo chi khỏa súng á an trợ chi khỏa á chỗ. Đấy. Thì nó hay hơn. Rồi đến bạn, đến bạn nào nhỉ? Đến bạn Lan nào? Sao có thầy từ quấy nào? thầy ơi, thầy cho la nghe đi ạ. Thế lại Lan lại nghe. Thế Linh nào? Quấy động词有成成为的意思，常用在动词后说补语，例如，Ừ, đọc giỏi đấy, sai chỗ nào luôn. đây là bú, vâng, bú thủy chứ nhỉ, bú Tung thủy xứ đâu, bú ủy đâu, tung xứ động từ chứ thế. chua đấy, À, chua bú thủy chứ, chua bú ủy, đúng rồi, bạn đọc là bú ủy mà. với động từ có ý nghĩa là thành, là trở thành, thường dùng ở sau động từ thì làm bộ ngữ, ví dụ y ở chỉ nán chống sự sự truy tờ đi xa giáng sử ban quế lo của Đèn chống giáng đèn của quấy là bên cải biên nhan thành ngầm của vùng của thành phố Tế Lam biến thành đá magma. không mà. Mỗi người đều sẽ vận đến các chủng áp lực, khởi sự áp lực cũng có thể biến thành chủng động lực. Mỗi người thì đều gặp phải những loại áp lực khác nhau, nhưng mà áp lực thì cũng có thể biến thành động lực. Với ý biểu là chua vị, Chỗ ấy, sang chua, chua vị. Sơn chua tặng ý tổng tự tổng ý sự, ví dụ quấy cũng là biểu thị hành vi, ý nghĩa là biểu thị hành vi hoặc là cách tính, ví dụ sơn chào công tác sự hẳn tôi là hoa ý sâu lưu tôi sáu quấy đi bao chuẩn cho chủ sáng phả của bộ nóng chia sâu. Khi tìm công việc rất là nhiều người sẽ tưởng rằng là lương lương là bao nhiêu thì mới mới là tiêu chuẩn, cái cách nghĩ này thì tôi đầu không chấp tiên nhận.
TEP标chuẩn là tiêu chuẩn đầu tiên. Thì cái Tiêu như chuẩn đầu này thì tiên. tôi TEP标chuẩn, tiêu chuẩn đầu tiên. À, tiếp. Cha ta càng nói, mấy ở cung lô tờ sân hóa chưa bù nồng, chẳng chí quay sân hóa. Chống chí, Chẳng chí. chống chí Chẳng quấy sân chí. của à, Chẳng chân à, chân 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 chí Chẳng quấy chí quay được sân gọi hóa, là quay sân hóa. Ở anh ấy nhìn em mà nếu mà cuộc sống mà không có công việc thì nó không gọi là cuộc sống, không thể nào gọi là cuộc sống. Nào, tiếp theo anh làm bài tập đi, dùng sở xuế sử ý cái sẽ truy tử nào. Đọc thì câu đầu tiên đã. Trong các tác phẩm ở trên trên phim À, đọc đọc thì chúng đọc ta đọc tiếng Trung đã. Đừng dịch vội ở đọc tiếng đã. Trung ạ. Đó. Trái tiên sư chua biển Trung, tráng tráng bà sa ý, máu sửa chống khở ba đờ, Méo méo xỉa, méo xỉa chưa? méo, méo sửa chống khở ba đờ, hải dáng, sa sổ là, Trong các ở bộ trong phim các tác phẩm ở trong phim thì thường đem cá mập ra miêu tả là một sát thủ, là một sát thủ tay đại sát dương, thủ, sát thủ của đại ừ, dương. sát thủ đại dương thì sửa là Phần làm bài. trái tiên là trái tiên sử chua phiền chung là tráng trân tráng bả sa úy trân quấy đúng không trân quấy Trở thành khở pha tới khải giáng sa sẩu trân quấy được gọi là giống như cái từ là trân chí quấy đấy thì trân quấy cũng được hoặc là xỉa quấy thay từ trấn này xỉa là tâu méo xỉa trấn đấy méo xỉa trấn mình dịch là mình sửa thành là méo xỉa quấy cửa pha từ khải giáng sa sẩu rồi tiếp câu hai Vậy là phòng biên thống sẽ mà báo mình ban công sư cải biên là báo mình sự kiện thống thống bản yê y rư cao sử sử rư châu liêu rư củ thủy sưng chỉ chỉ vì Cù để siêu thuận tiện nên đọc là siêu chưa nào. À, anh đọc đi để thuận tiện cho việc báo danh của học sinh thì phòng làm việc đã thay đổi thời gian báo danh. Bẩn dê là cái gì đây, từ cái gì, Tuần duyệt là tháng này. từ tháng này, ngày mùng một Từ ngày 1 tháng này đúng rồi. à, đến ngày 10 bảy à. Đến ngày Ngày 10 đến ngày mùng 10 ngày đến mùng 10 đến ngày truyền thống bảy thứ bảy cái từ rư bù siêu tức là cái ngày châu liêu rư bù siêu tức là thứ bảy và chủ nhật thì không thứ nghỉ bảy chủ nhật không nghỉ. đúng không thì từ từ mùng 1 đến mùng 10 tháng này và thứ bảy và chủ nhật thì không nghỉ Ok. siêu mà đúng không và tiếp quay là phương tiện thống chế mến bao miếng văn công sư cải biên là Quay bao chồng miếng à. Em rồi ban công sư cải biên bao miệng sử trên quay chồng cải cải biên bao miếng sứ chen quấy ở thống quay bẩn chồng rất không phải quấy chỉ cần quấy là được không cần quấy trứng nữa thì quay được à. Vâng. chỉ cần quấy thế là được quấy là thành nhé Vâng, em biết, em tưởng trở thành. rồi tiếp theo chờ thêm chút Đọc cả cái màu vàng ở đây.
Chưa thì chịu. Rồi. À, đọc cái màu vàng này. Ừ, em đọc cái màu vàng này đi. Đọc ghép nó luôn. Hai cái ghép với nhau. Từ nhà trung mãn giáng quang, tức là gì? Tràn đầy ánh sáng mặt trời. Trung mãn ly liang. Cái gì đó. Đúng không? Vì Hiểu sao không? mà Hiểu năng không lượng em? Ừ. Ly liang là sức mạnh. tràn đầy sức mạnh, trung Ừ. mãn si quan là tràn đầy hy vọng, Đúng rồi. trung mãn sĩ lửa là tràn đầy vui vẻ, Đúng rồi, đây. quan hoan lửa ở đâu xem, phản in, phản in sinh hoạt, phản ánh về cuộc sống, Đúng phản rồi, in đây. sở tính, phản ánh trình độ, phản ánh chính khoảng, phản ánh về em không biết miêu tả cái này nào, Tình huống, chính phản khoảng ánh cái tình là tình huống, huống. Tình phản huống. ánh lớn lý à, phản ánh năng lực Ừ. Năng lực đây. Dương yêu kiểu tớ. chiều tờ ủa hoa nghe một văn hóa lâu đời yêu chiều Ừ. tờ lịch sử một lịch sử lâu đời yêu chiều tờ choáng gì ạ Choán thủng truyền thống. một Truyền truyền thống thống lâu lâu đời. đời. Ừ. Tú thưa Thủ tớ. thừa cái em không biết Tú thưa tớ cái từ quay đầu tiên chữ. Quay chữ. Quay chữ. là gì ạ Vị trí đặc biệt. vị trí đặc biệt Ừ. thủ thừa tờ can phải là một quan điểm đặc biệt Can phải em đọc em can hay đọc phải từ ca, từ ca thành chữ ca lắm à. nhỉ. Ca đọc khờ. Tú thưa tớ khản phả. À. Để em chỉnh lâu lâu hay sao số thưa tờ xỉn trọng là một Hình ngoại hình đặc biệt dạng, hình dạng đặc biệt. dạng đặc biệt à, còn từ sau này chen Tú gì thơ chen chen trụ kiến trúc đặc biệt. chen Cách chen vào. Tiếp theo sương tụng tớ tiếp theo là như nào ghép vào thôi. Sương tụng tớ méo xỉa là gì? Miêu tả sinh động. Trân chuệ từ méo xỉa, miêu tả chính xác. Rận chân từ méo xỉa, miêu tả tỉ mỉ. À, tiếp theo, dự đoán gì? chưa đoán giờ sinh thống là hình thành tự nhiên Đúng rồi. Chú chen. chú chen Chú giờ sinh thống là hình thành chen. dần 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 dần. Huyên. có chết huy nào Huyên tảo. khuyên À, khuyên tức tạo là chóng mặt ngã thì gọi là duyên tạo, kiểu như say ngã. khuyên cô truy À, ngất đi. quá khứ Duyên cũng mất truy là ngất đi. Ngất đi. Tiếp. sao húa là cứu sống Chiều chiều. Chiều khổ. ở sao vừa Cứu lấy là sống. sao đấy Chiều chiều. Chú quy mà. vừa lấy em đọc này chiêu thấy bảo trao Chiều. ok chiêu húa cứu sống Ừ, chiêu có chỉ ở đây chứ cứu cứu lại lại chiêu đi chu là nữa cứu ra ra đi ông đấy đi chiêu khu con lại chiêu cứu chu qua lái đây cứu ra chiêu của lái là cứu qua đây cứu lại. Ừ. Rồi tiếp theo em đọc tiếp phần này đi. Bảy ly và yêu mẩy ly mẩy dâu mẩy thùng cung tiện cung thủ đâu cung thủ sơ kẹt xiển cung thủ kẹt. cung thùng tiện đâu sơ xiển rồng sứ đâu khởi xiển rồng phong phong cảnh phong cảnh hoàn chỉnh tổng Quán hoàn chỉnh hoàn chỉnh là đều đều là là tính từ đều có thể là miêu tả về phong cảnh hoặc là hoàn cảnh ví dụ như môi trường, chỉ là phong sự cảnh, môi trường đều có môi thể trường dùng để hình dung ra phong cảnh và môi trường. chỉ Rú. là sự Ý chùa. ý chùa ý chùa Ý chùa. phong ảnh chùa Phong cảnh mỹ lệ, yêu mỹ phong ảnh mỹ sự. lệ yêu mỹ tờ chẳng sự à, thành phố tệ nó thành phố tế Tế Nam nam là một thành
thì là một có phong thành cảnh phố đẹp. có một phong cảnh tuyệt đẹp. Ừ. Y tôi dùng ý xiếng lùng trắng xiang sang Xin răng lùng dự trắng xiang. xiếng đúng Trắng xiang yang zi. Tả răng bàn dự tầng. tả ban tầng khó khăn khó khăn khó Khó khăn khăn. nha, dùng nhiều để miêu tả về các nhờ, ngoại hình ấy, phần trang điểm hoặc là cái đẹp. Ừ. Thay ở y xoang mấy ly tờ tài yển chinh. Cô ấy thì có một đôi mắt tuyệt đẹp. Chưa Đóng chung. luôn cái một. Ừ, chưa chung đúng rồi, Mục đóng hai luôn cái một bên cạnh. Ừ. Không, đọc đọc cái một bên cạnh. Chưa chung vâng. xiềng rúng tùng sử ở Chưa tùng chung sủa. xỉn rú tung xua. Xỉn sang tổng kể kể rấm rấm mẹ hảo tờ cả sổ. Mấy hảo với cảm xúc. Tập mấy hảo tờ cả sổ. Nhà tập trung miêu tả về động tác, hình ảnh của cảm nhận của những người đẹp. Những cái Rú. đẹp. Để rèm mắn đờ tung lo sử phai yêu mỹ. Động tác của các diễn viên thì rất là tuyệt đẹp. Y ban tua xiềng rúng sư chứa được cảm xúc. Bình thường thì dùng nhiều trong miêu tả về cái tầm nhìn à, tầm nhìn đúng rủy Cái ho cảm thiên thụ cung về chung mặt về cảm thụ về mặt thị giác thị giác sử chế thị giác. Vâng. rủy ho thiên cung chung chu xiên lơ Ý y tao tạo mỹ ly tật trải trải khống. trải hống. Nghe là sau cơn mưa trên bầu trời thì trên trời thì xuất hiện là một cái cầu vồng tuyệt đẹp. Hãy khởi xiềng rồng phơi Hơi sử chế phơi tất cả sư chứa phi được thị cảm giác xúc phi thị tạng y chi còn có thể nguyện dự châu trinh tao lơ li li la yêu mấy tờ sân khơ sông được khi cơ bước sân biết vào khi bước vào viện thì có thể nghe được cái giọng hát tuyệt đẹp của Lily ừ, lệ lệ. lệ lệ yo cái từ trên là gì ạ? Hiểu Yo, gì ạ? siêu sử và chùa tôi dùng phạm có chức năng là một tu từ. Hiểu Yo, mấy mấy học hảo cao sang tự ý sự có ý cao nghĩa là sang đẹp cao thượng và cao cao thượng. quý. Ta hiểu ý cơ khượng mỹ ly sang lang tờ Sản sang lang lắm. tờ sông à tờ Sản lắm xin tôi xin. à cô ấy thì có một trái tim lương thiện Và mấy hồi đẹp chưa chủ ý phải không không có dùng cái phải loại phương pháp này dung phải dùng phải không có phương pháp này hay nào. em đọc tân nhầm. Rồi à, chùi chùa là chuyển sứ thiền cung nào. Em đọc luôn phần này là mấy ly yêu mày chọn này chưa biết luôn trang tờ ủy diễn sưng tùng yêu mày đúng không? Đi à? Đọc được không Xin Linh? sang cho ngủ ý ạ. Nếu của bố tạo khai, chưa khăn bố tao, ngoài miên tờ, mấy ly hứa rửa nào. Ừ. Gì cả? Tim Đúng thì rồi. cũng giống giống như là cái cửa sổ ấy. Nếu mà không mở ra thì không thể nào xem được những cái cảnh đẹp ở bên ngoài và nhộn nhịp ở bên ngoài. Cảnh đẹp và náo nhiệt Chà. ở bên ngoài. Chưa Sao? liếu choáng chờ sự to yêu mấy tờ choáng sủa cái chỗ này thì lưu truyền rất là nhiều những cái truyền thuyết tuyệt đẹp Đây. sao tăng tăng ti chu rán Đang tìm mấy ly để tự rán phương trình. mấy ly à Ừ. em chưa mấy ly từ chu rán phương ỉ ỉn ỉn chữa cái chữ tiếp theo đó là gì Xin, xin tút. chỉ là khẩn tua trung quay yếu khở cái vùng đất này Đấy, thiên đâu nhiên ở cái chỗ này thì rất là đẹp tuyệt thu hút tuyệt rất là đẹp nhiều nơi khách đây du lịch từ trong và ngoài
là thu hút rất là nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Tiếp theo, phê chỉnh phân si là phê Nhật nữa. Phê Nhật ơi. À, thế thì Lan đọc. Alo, alo, alo. Vâng, phê Nhật đọc ở bên này không? Đọc quay chỉnh phân chi đấy hả thầy? Vâng, đúng rồi. Bằng quay chỉnh phân chi chỉ láng tờ chuyến xoay phân vu khoảng khoảng xoay lên ta xoay chưa hảo sân bên dạo chưa mà hảo tờ chuyến xoay sân búa trai chưa mỹ tờ chỉ láng dân tăng giám sư sinh phú tờ cửa si lựa Khởi cửa sự. sư bằng cửa sư nỉ chưa tao mà chén xe nén yếu chú chi hầu can han hứa dẫn bân chú y chế xuất Phụ chỉ chú nán ý. hận tu phu Phụ chú chú y ý bằng chế xuất. phu chú y chế xuất chỉ nán hận tua chuyến xuất tàu han nặng chưa khẩu Đâu can chí hoài là. Can, can, can nặng can nặng can nặng chưa khẩu chí hoài lập ai chuyến bằng ai chuyến tợ chỉ nán dẫn dẫn mân xẻng là thủy tua ban phả lái trẻ chuế chưa cờ quân thí trai chân phủ hứa bại sinh hứa cùng thúng lũ ly xe ơ tớ cung lính lính thúng san lũ ly xạ hứa bại sinh tớ cung thúng lũ ly xạ hứa bại sinh tợ cùng thúng lũ ly xe ơ lính lính san nén bao thu bằng bao thu chuyển bao thu chuyển trung thúy trai sư liễu chu lập chén mẩy tờ chén xoáy xoáy sư ta chư rán xung cậy bỏ mân tờ bảo quây liễu khở sư sân búa trung xoáy tráng tráng u bay của mân trung sư bao thu và bao thu chuyển bao thu chuyển xoáy tờ súng diệu bao thủ chuyển ta súng uống nhiều à sợi đúng rồi sợi và bao thủ chuyển sợi đúng rồi bao súng thu nhiều chuyển tàu bằng súng hiệu tao tao ú bằng yêu súng bằng yêu súng ú tao hiệu sử của mân sử của mân khan tao là xoáy tợ trung giao cái nước suối ở tế nam thì phân bố rất là rộng lượng nước rất là nhiều chất lượng thì rất là tốt bên bên cạnh ấy thì còn có cái nước khoảng cái suối bên tốt cạnh như ấy vậy. thì còn và bên 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 có một cái nguồn nước bên cạnh ấy có cái nguồn nước suối tốt như vậy cuộc sống cái người dân mà cái người dân tế nam mà sống chung quanh ở cái nơi đây thì đương nhiên thì rất là hạnh phúc thế nhưng mà bạn có biết biết không vào vài cái năm trước do là khí hậu là khô hạn và cái người dân là không chú ý tiết kiệm nước rất là nhiều cái con suối ở Tế Nam đã bị khô hạn cái lúc đứng trước cái sự việc mà lo lắng nắng và không thể không lo lắng và cấp bách này những người yêu những cái con suối ở những người dân ở Tế Nam mà yêu những cái con suối ở Tế Nam đấy thì mọi người thì nghĩ ra mọi cái biện pháp để mà giải quyết cái vấn đề này thì cùng với chính phủ này người dân chính phủ và người dân đã cùng nhau nỗ lực giải quyết năm 2003 thì cái suối Đột Tuyền và cái suối Báo Đột và cái suối Báo Báo Đột Đột Tuyền. thành ấy đấy Vâng. thì suối Báo Đột Tuyền thì cuối cùng cũng đã tuôn cái dòng nước ngọt Lần dòng nữa, nước mát trai trở sử tức là lần nữa hoặc là tiếp tục. lại lại tuôn đấy thấy tức là lại tuôn Vâng. Vâng. hoặc là cái dòng nước ngọt hoặc là cái dòng nước suối mát ngọt của cái báo của cái suối Báo Đột lại tiếp tục lại một lần nữa chảy ra nước thì là cái món quà quý báu của tự nhiên mang chặn tặng cho chúng ta cái nào một là cái món quà hoặc là cái lễ vật mà quý báu của tự nhiên mà dành tặng cho chúng ta nhưng trong cuộc sống thì nước là thường thường bị
bị chúng ta là không có quan trọng. Cái suối báo đột đấy, cái nước suối báo đột đấy cũng từ có mà trở thành không, rồi lại từ không mà biến thành có, khiến cho chúng ta cảm thấy rằng là phải quan trọng, hoặc là phải rất Tầm là quan quan trọng trọng của nước, của nước, quan trọng của nước, nhìn thấy được tầm quan trọng của nước. nhìn được cái tầm quan trọng của nước. Và trai quả mân tại sân của chung nã xia sư 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 lý vũ khai xoay tợ. Trong cái cuộc sống của chúng ta thì có cái việc gì là có thể là không cần dùng đến nước. Hai, À. vâng, ti chiếu sang diệu xia ti phang vi tao là chê xoay tợ quân khí nỉ néo chỉ ở chưa phang men tợ chính quang mà. Ở trên trái đất thì có những cái chỗ nào gặp phải cái tình trạng là thiếu nước thì với cái cách hiểu của bạn về cái tình hình này như thế nào? Vâng. À, San. nỉ, vâng, san, vâng, nỉ chế tờ, nà xia chua phả sư tuy, xoáy tờ lang phê, trần giang khứa ý, chén xảo chưa trụng, lang phê. Bạn cảm thấy rằng là cái cách làm nào là đối với nước là lãng phí, thì như thế nào thì có thể là tiết kiệm được, giảm thiểu được cái việc mà lãng phí nước. Vì nước Chính ỷ, bằng chính ỷ chía mẩy y ti chế xoáy duệ, chế chí duệ duệ và ẩn mấy y bằng, đúng rồi, tiếp nước mà bằng chía duệ mẩy y ti xoáy y ti xoáy đấy. quấy thí Quấy chế khí thí toàn khoa. quấy quấy toàn hoa chỉ men dung sang vẫn cưa sủa xuế tợ sân sứ chữ su vâng chữ su phu phu xảo ví y bại chữ. Hãy dùng cái câu là tiết kiệm từng giọt nước để mà viết thành một cái đoạn văn thì hãy là tận dụng hết cỡ những cái từ mới ở trong cái bài khóa mà viết thành một cái đoạn văn là dưới 100 chữ. Thấy biết chưa? Thì Đang nói cố luôn gắng là viết cái thì sao? thầy Thì nói nói được luôn là không? cái sao? Vâng. Được á. Đang chín thì xôi xua. Thầy nói đi. Tôi thầy gọi người khác đi. Thầy đọc một cái đề thôi. Có bạn nào làm rồi không? Nếu không thì chúng ta sang bài tiếp theo. Chán sợi tạ sừng第五课，济南的泉水。一、听力。第一部分。第一到六题，请选出正确答案。现在开始第一题。一。你是要提醒我整理阳台吗？我没忘。那你抓紧时间弄。今天太阳好，我想洗洗衣服。男的今天要做什么？二。你感冒了，要多休息，这擦地的活我来干吧。这点病算得了什么？再说了，我总觉得你擦得不干净。根据对话，可以知道什么？
三。暑假我打算带孩子去北京，那儿的名胜古迹多，风景也不错。我哥哥家就在那儿，等我打个电话，让他招待你们。女的为什么给哥哥打电话？四，国庆节你打算去哪儿玩？去杭州，我大学同学结婚，我要去参加婚礼，回来路过苏州再玩两天。女的去苏州做什么？五，这次去北京收获不小吧？没错，长城、颐和园的风景真美，胡同也很特别，给我留下印象最深的还是北京烤鸭，味道棒极了。女的对北京的什么印象最深刻？六，苏州有个叫山塘的地方，不知你这次有没有去看看？当然，我还坐了那里的游船，体会了一下小桥流水人家的感觉，很有味道。女的觉得山塘怎么样？哦，上堂怎么样了？那这跳呢？烂呢？烂？烂个准准你们去哪？快画了我的痛。OK。这另呢？呀，啊，哎，老黑的。一，老会了，哇，爱咋回头，昨我天这买个杯子肉，说漏一，你是要请水我蒸，蒸你阳台吗？宠整你，理我的妈，阳宠台你吗？阳台吗？我没忘，那你抓紧的时间弄。今天太阳好，我想洗洗衣服。男的今天要说什么？整理trả lời阳台。luôn, nghỉ giảng hả? À，Cho em đọc trả lời luôn, được, không 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 cần dịch nữa, phần này dễ à mà, không không biết. cần đâu. Ấy, Ừ.你感第冒二，了，要多休息。这菜地的活，我来大看吧。地，大地的活我来干差吧。地。下地的活我来干，我来干吧。这点病算得了什么？什么？再再说吧，说，我总觉得你擦得不干净。根据这干净，话可以知道什么？干净。对了。那。男他不干净，女的觉得男擦得不干净，你懂吗？王，知道吧？女的控制感觉力吧，男的包，哎，就这个得了，不塞。，OK，那好，第三。三，暑假我打算带孩子去北京，那的名胜古迹，风景也不错，我哥哥家就在那。等我打个电话，让他招待你们。女的为什么给哥哥打电话？要招待他的朋友。嗯，对。是。国庆节。国庆节你打算去哪玩？我去杭州。
我大学同学结婚，我要去参加婚礼，回来过路顺州差，往2天。女的去顺州去啊，女的去顺州，苏州。州做什么？Em đọc là Xuân Châu nhưng mà đọc ra là Xuân. Em đọc là Xuân Người ta Châu. chơi. Không, em nghĩ là Xuân Châu nhưng mà đọc là Xuân. Ừ, các thầy hay quát quá thì hốt. Không ạ. Ừ, Người ta chơi. Người ta chơi Xuân Châu chơi sợ mà. À, Quảng Lạng Thiên. quán lẻn nha, quán lẻn nha. Quảng Lạng Thiên. Quán không phải quán, quán. À, quán. Ừ, quán lẻn nha. Đó, tiếp. Chắc là đi Bắc Kinh sâu qua qua không ít bạn. Mấy chỗ? Mấy chỗ? Trường Trường. Bù Không. xiao. Không nhỏ. Ừ. Không nhỏ bạn. Mấy chỗ? Trường Trường. Ý. Yeah, ý hơi à, yến à. Ý khởi nguyên. Ờ, ý hơi yến đờ phong ảnh chân mày. Phú thống. Phú thống này thưa bìa. Hẳn thưa, ý hẳn thưa bìa. Kế của Hình Liễu thừa Sa biển. Ừ. hẳn thưa bìa. Kế của Liễu Sa in sang hẳn truy sông đờ. Hải Truy sư sinh Bệ đó. Trinh khảo yạ. Ừ. Truy sông đờ hải sư Bệ Trinh khảo yạ. Quê tao tăng chí lợ. Nữ đờ đuôi Bệ Trinh đờ sở mơ in sang truy sông khô. À sư Bệ Trinh khảo yạ. Liêu. Xu Châu有个叫擅长的地Chào方。chào, em muốn đọc là chào, rất nhiều lần đọc là chào, đọc là chào. Su Châu hiểu cơ chào. Đúng Chào, không? chào. Chào. Âm eo ấy, không phải âm ao, em cứ đọc là chào, ở giữa nó có chữ y nữa mà. I a o là đọc thành âm eo. Xuân Châu 有一个叫叫Đúng rồi.擅长的。擅长Sang的地方，thẳng. Sang thẳng, sơn đường mà.擅长Ở địa phương.的地方。我建议你就是去啊，没有没有去看看。当然，我还说了那里的游船，体会了，体会了一下。嗯，别的我。小桥，柳小桥，船，小桥流水人家。流水人家的感觉很有味道。男的啊，女的觉得上堂怎么样？感，哎，感觉这你感觉这感东北觉，感觉，感觉，那感你感觉觉，觉得女的觉得三堂怎么样？đây感觉ở bên trên ạ. vâng, vừa nãy bạn ấy đọc không phải là cảm chế à? Vâng. À, đâu là cảm chế em nhá. Ok, Đọc cảm chế. ô bạn nhà mình đây Đã có một cái lạ là cứ những cái từ khó thì đọc rất là đúng, thế mà cho những cái từ dễ thì đọc này. thì khó nhìn từ điển dễ. Từ khó là nhìn từ điển. Là nữ là chuyện sang tháng tầm mấy giá trả lời cho em Em đang tìm câu trả lời. à, sang sang tháng Được tháng cái bảy chữ trong ngọc đấy ạ. không có chữ trong ngọc, đây là tiểu kiều lưu thủy nhân gia, tức là nó cảnh đẹp như là cái thuyền nhỏ trôi ở trên sông ấy. Cảm thấy cái này rất là thú vị. Ừ, khá Khá nhiều nhiều quê ý tao sự, ấy. khá nhiều quay đạo. Rồi, đi sang cũng hơn. Thứ hai. Chính xuyên chú trang truyệt đá án. Hiện tại khai sử đi chí thí. Chí. 你来中国留学两年了，利用假期去过不少地方了吧？中国的名胜古迹很多，风景优美的地方太多了。那你最喜欢的地方是哪里？我觉得四川的黄龙风景最美，到了那儿，真像是到了童话世界。
女的觉得四川的黄龙怎么样？ 八，姥姥，您来了些日子了，今天正好有空，我陪您去故宫转转。故宫人太多，我这腿脚又不方便，还是别去了。那我陪您看电影去吧。好啊，我最爱看电影了。关于姥姥，从对话中可以知道什么？ 九，你好，我想预订周末的一个房间，标准间就行。先生，不好意思，我们接待了一个会议的预订，标准间都没有了，只有豪华客房和商务套间，请问您还需要吗？也行，我们带孩子来旅游，商务间就不用了，豪华间有大床房吗？有的，请问您要住几天？关于男的。 下列哪项正确？十。我的小学就在和南锣鼓巷交叉的一条胡同里，每天上学都经过这里。那时候这里可没有现在这么热闹。 就是条普普通通的胡同，这都是20年前的事儿了。你看变化多大呀！不过你读的小学一直以来都是所好学校。关于男的，从这段对话中可以知道什么？ 第十一到十二题是根据下面一段对话。你带小明去自然博物馆了？是，儿童节了，我这个当小舅舅的，还不该满足他一个要求吗？小明之前跟我说过好几次想去自然博物馆看恐龙，你们看了吗？当然看了，我们还看了海洋馆，人类馆关闭装修没看到，很遗憾。 那儿的设施虽然有点旧，但8000平方米的展厅一天都看不完。小明喜欢那儿吗？那还用说吗？小眼睛都不够用的了。十一，说话的两个人是什么关系？十二，关于自然博物馆，从对话中可以知道什么？第13到14题是根据下面一段话。 有一位名叫威廉森的9岁英国男孩，看上去他和同龄的孩子没什么不同，可一拿起画笔，他就立刻显示出画家范儿来。新近在他的个人画展上展出的25幅作品，仅15分钟就被抢购一空，价值达25万英镑。一位知名艺术品专家表示，威廉森的画之所以如此受到欢迎， 除了因为他的作品本身很单纯以外，还因为他在这么小的年纪就熟练掌握了多种绘画技巧，对一些画家而言，达到他的程度需要花上至少10年。13，关于威廉森，下列哪项正确？
14. 威廉森的话受欢迎的原因是什么?